Các bạn thì bây giờ thì các anh em kỹ thuật viên của Khang Phương Audio đang xuống đến đất Hải Phòng rồi. Thì hiện tại là bên em sẽ phải dừng lại để có thể khai báo y tế. Nên là các bác cũng thấy đấy, bên em rất là tuân thủ pháp luật đúng không ạ? Đó. Xin chào các anh chị đã đến với kênh truyền thông chính thức của Khang Phú Đạt Audio. Thì ngày hôm nay Khang Phú Đạt Audio đang có mặt tại trường liên cấp quốc tế Gateway tại Hải Phòng. Đây là một trong ba trường quốc tế có chất lượng tốt nhất tại Hải Phòng. Và các anh chị có thể thấy hôm nay Khang Phú Đạt Audio sẽ đến và bàn giao cho nhà trường các hạng mục gồm có âm thanh, ánh sáng và màn hình LED. Thì trải qua rất nhiều vòng đánh giá cũng như là kiểm định gắt gao của nhà trường, vượt qua rất nhiều các bên cung cấp âm thanh ánh sáng khác, thì Khang Phú Đạt Audio đã lọt vào mắt xanh cũng như là nhận được sự tin tưởng của trường liên cấp quốc tế Gateway. Và ngày hôm nay khi Khang Phú Đạt Audio đến để bàn giao các hạng mục cho nhà trường thì nhà trường cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra để có thể đánh giá được chất lượng của các thiết bị mà Khang Phú Đạt Audio cung cấp. Thì ngay sau đây xin mời các anh chị hãy cùng theo chân em để xem là các thiết bị mà Khang Phú Đạt Audio cung cấp cho từng hạng mục để gửi đến trường liên cấp quốc tế Gateway như thế nào. Cùng với đó là xin mời các anh chị hãy theo chân em để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi trường liên cấp quốc tế Gateway, một trong ba trường quốc tế tốt nhất tại Hải Phòng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào clip. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Thưa các anh chị, thì hiện tại em đang có mặt tại khuôn viên chính của trường liên cấp quốc tế Gateway Hải Phòng. Thì các anh chị có thể thấy một khuôn viên bằng đẳng cấp quốc tế với 4 khu nhà chính là nhà A, nhà B, nhà C và nhà D. Đó. Cùng với đó là các khu hoạt động ngoại khóa, các khu hoạt động thể chất cho học sinh, ví dụ như là khu sân chơi, khu sân đá bóng. Đây, một thiết kế vô cùng khoa học và hợp lý. Đây là khu chơi bóng rổ cũng như là kết hợp với khuôn viên chính của nhà trường. Đằng sau có cả bể bơi cho các em học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa. Và nếu như mà trời có xấu, trời có chuyển mưa thì ở trên tầng 5 của nhà D thì đã có sẵn một khu nhà thể chất hiện đại, khang trang, mang đẳng cấp quốc tế của nhà trường. Thưa các anh các chị, thì ở trong khuôn viên của nhà trường mang đẳng cấp quốc tế, nhà trường luôn cố gắng mang lại những cái giá trị hiện đại, nhưng bên cạnh đó cũng rèn luyện cho học sinh của mình không quên được những cái giá trị truyền thống, ví dụ như là những bức tranh Đông Hồ. Ngoài ra là kết hợp với giáo dục xanh, với một môi trường xanh. Các anh chị thấy đây, rất nhiều cây, rất là thoáng mát và phù hợp để các em học sinh có thể rèn luyện, có thể học tập trong một môi trường như thế này. Ngoài ra thì nhà trường cũng có những cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, các anh chị thấy đấy. Và sau đây thì em xin phép được giới thiệu với các anh các chị một góc nhìn khác, một góc nhìn mới mẻ và độc đáo hơn của trường liên cấp quốc tế Gateway. Thì xin mời các anh các chị cùng thưởng thức.
có cái automat của cái ánh sáng tạo khói là khói là nào anh? Đây chính là loa xúc này. K2120S là rồi này. Cái cục này là đánh xúc này. Cái này thì chỉ sẵn rồi đây, để to nhỏ thế hơn. Cái rồi bên này. Còn đây là tắt ở đây, tắt vào cái tuần này. Thì là tăng loa này. Và nó chỉ biêu với loa thôi, tôi còn thấy không. Cái này thì vẫn phải gạt lên hết. Vâng. Sẽ có cái cảnh nó sẽ tự chuyển màu cho anh luôn. Cảnh này là hoa nắng và nó có thể di chuyển được. Thay vì là cái hoa nắng này thì nó chỉ là một cái luồng sáng rồi, nó không cần hoa đúng không? Đầu tiên là sẽ chọn cái đèn pin là có 6 chiếc. Dạ. Được không? Dạ. Bây giờ chọn cái đèn đầu tiên và đèn cuối cùng. Dạ. Chọn nhanh. Là ok. Chọn ấn đầu tiên và cuối cùng là tất cả nó sẽ đều bật. Đúng rồi. Và mình chỉ cần lưu ý rất đơn giản là cái nào sáng thì nó tăng điều khiển nó. Cái nào không sáng thì là không điều khiển. Thưa các anh chị, thì ngay sau lưng em đây chính là hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn LED mà Khang Phú Đạt Audio cung cấp cho trường liên cấp quốc tế Gateway. Đây là các mã loa như là HS15, UK18 được nhập khẩu chính hãng StarSound và được Khang Phú Đạt Audio cung cấp độc quyền. Các anh chị có thể đặt ra câu hỏi là tại sao với một không gian lý tưởng như không gian hậu trường đây không lắp loa Array, đàn loa Array mà lại trải loa đều, trải đều hậu trường như vậy? Thì em xin phép được giải đáp thắc mắc của ba anh các chị là bởi vì nếu như lắp giả loa Array thì hội trường này sẽ rất vang và rất khó để có thể cảm thụ được âm thanh trong cái hội trường, một cái không gian vô cùng đặc biệt này. Thế nên là các chuyên viên, kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm của Khang Phú Đạt Audio đã tính toán và thiết kế trải đều loa để bất cứ đâu trong hội trường đều có thể thưởng thức âm thanh chất lượng cao nhất. Sau đây thì xin mời các anh chị tiếp đến với các thiết bị ở phần ánh sáng. Thì các anh chị ở đây, đây là 6 đèn pin cùng với đó là 16 đèn LED. Và bên này là hệ thống 12 đèn COB để có thể đánh mặt, để có thể làm cho nhân vật, cho người ở trên sân khấu nổi bật hơn. Mời các anh chị tiến vào đây ạ. Đây là hệ thống màn LED 35m2 P3. Cùng với đó đây, đây chính là máy tạo khói công suất lớn 1800W. Các anh chị thấy bên trong, bên trong chính là đầu não, là bộ điều khiển, bàn điều khiển, tất cả mọi thứ để có thể điều khiển các thiết bị bên ngoài. Sau đây em xin mời các anh chị có thể theo chân em vào bên trong. Và đây các anh chị ạ, đây chính là các thiết bị mà Khang Phú Đạt Audio cung cấp cho trường liên cấp quốc tế Gateway, một trong 3 trường tốt nhất tại Hải Phòng. Đây chính là bộ điều khiển, tất cả các thiết bị để điều khiển bên ngoài đều phải xử lý ở bên trong này. Thì nổi bật nhất chính là bàn mixer X32 Compact, một bàn mixer số. Và đây, điều đặc biệt của nó đây ạ, rất hiện đại phải không các anh chị? Đó. Thì dưới đây, đây chính là các thiết bị cục đẩy, mic, rất nhiều các thiết bị ở dưới này. Toàn là các thiết bị hiện đại, chính hãng, StarSound được Khang Phú Đạt Audio cung cấp. Và một điểm đặc biệt nữa là ở trong phòng điều khiển sẽ có một cặp loa monitor để các kỹ thuật viên có thể thẩm âm, có thể kiểm soát được vấn đề là bên ngoài đang diễn ra vấn đề gì để điều chỉnh một cách hợp lý nhất. Điểm khác biệt giữa một ngôi trường và một ngôi trường đẳng cấp quốc tế đó chính là việc có thể đảm bảo cho học sinh theo đuổi những cái đam mê của mình, và trong đó có đam mê về nghệ thuật. Thì nhà trường rất hiểu tâm lý của học sinh cũng như phụ huynh, thế nên là đã sắm thêm đây là bộ mic để có thể kết nối cho các nhạc cụ và cụ thể là các thiết bị chống ở trên sân khấu. Cùng với đó là đây,
là phần cabling để có thể phục vụ cho đam mê nghệ thuật của các bạn học sinh của trường Liên cấp Quốc tế Gateway. Các anh chị có thể thấy đây toàn tất cả đều là các thiết bị chuyên nghiệp. Bây giờ thì bên em đã bàn giao xong và bây giờ bên em sẽ lên xe để trở về Hà Nội. Rất là cảm ơn các anh các chị đã theo dõi clip của Khang Phú Đạt Audio. Rất mong các anh chị nếu yêu quý chúng em thì hãy để lại cho bên em một lượt thích và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ bên em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở clip tiếp theo.